Audio Jungle. Bây giờ hướng dẫn là cả cái cây lớn này là làm như thế nào, cả cái cây nhỏ đó em sẽ hướng dẫn cho anh cụ thể. Nói chung bây giờ là mình chưa ăn trái những cành trong này đó, đặc biệt là những cành trong thân này là mình sẽ bấm bỏ đi nha. Những cái cành này em sẽ bấm, là em hướng dẫn là bây giờ mình chưa có lấy trái á, mình không có cần thiết những cành này. Không, mình để nó cũng chết này đó, anh thấy không? Tự nhiên nó chết hết đó, nên mình không có cần thiết phải để. Đáng lẽ cây này là phải cưa đi, cảnh giác là cắt đi luôn không? Thì tại vì nếu mà mình cắt đi lên thì nó không còn cái gì nữa, cành đây sẽ bị rợp này, anh thấy không? Rợp bỏ này rồi cành đây cũng sẽ rợp dưới cành đây nữa, nên bỏ cành này luôn. Cho em mượn lại cái cưa được, phải tạo dáng lăng cái cây lại, cái cưa trên kia chưa đến đó rồi. Lấy em tưởng là cây nhỏ nha, khỏi cần ấy. Giờ căn bản là những cái cành đang là sắc nát ra thì mình bỏ đi, tại vì năm nay mình chưa ăn trái đó nha anh. Đúng rồi, rồi mình sẽ bấm bỏ đi hết, mình để nó tập trung nó nuôi lại, nó tạo cái tán lại khác cho mình. Làm cái này thì làm nhiều lắm. Được, làm nhiều lắm. Nhưng mà mình làm rồi nó sẽ cảm thấy nó rất là đẹp. Làm ra rồi nó sẽ đẹp. Cái này là em phải bỏ. Không ảnh hưởng gì nha. Sang năm nó sẽ rộng lại. Đó là cái cơ bản để mình làm cho nó thông thoáng. Cái thứ hai là những cái đọt như thế này, để em hướng dẫn. Những cái đọt này mình sẽ cắt bỏ đi nè, cắt bỏ tìm rồi. Không biết sao sau này những cái đọt này nó sẽ bung lên, nó sẽ vươn ra, nó lên tán mình sẽ rộng ra, và những cái cành trên này bắt đầu nó sẽ vươn ra lại, tương tự như những cành này. Cành này là do cây này dập nữa, gặp cây khác nó có trường hợp khác thì mình xử lý kiểu khác nữa, chứ mình không phải cắt bỏ cái kiểu như vậy. Tương tự như cành này cũng vậy, mình sẽ bấm bỏ ra đi. Đó, nó sẽ vươn ra bên đây, tất cả các cành nó đều vươn ra. Rồi em giải thích thêm cái cụ thể, ví dụ như sang năm bắt đầu trường hợp mình vô cho ăn trái nha, những cái cành này mình sẽ không lặt đi nha, vẫn giữ nguyên cho em. Những cành này là những cành phân hóa và đậu trái cao nhất. Đó, những cành này mình sẽ để nguyên, giữ nguyên, tất cả giữ nguyên. Còn bây giờ mình chưa ăn, mình sẽ lặt bỏ đi. Chưa ăn trái thì lặt bỏ đi, không cần thiết phải để đó. Cái cành không cần thiết. Này. Đây là lặt đây thì cực kỳ nhanh, đơn giản, đó. Chưa ăn trái mà. Nhưng mà khi nào mà ăn trái là cái đó phải để đúng không? Đúng. Cái chưa có thời kỳ mình ăn trái mình phải để những cành đó. Cành đó là những cành tỷ lệ đậu trái của mình cao nhất. Rồi tương tự như cái cành đây, cái đọt đây em sẽ bấm đi này. Và đây cũng vậy nha anh. Mình sẽ bấm, mình tạo xu thế, thứ nhất là tạo cái hướng vươn ra. Để cho ánh sáng nó sẽ chiếu vô từ trên xuống dưới cho nó đều nhau. Ví dụ như anh để cành này thẳng lên dài. Trong này ánh sáng buổi chiều không thể nào chiếu qua được, chẳng hạn giống như buổi sáng nếu mà bị khuất cái cành kia đây, tương tự như cành đây này, ánh sáng nó không chiếu vô lại được. Nhưng mà giờ mình cắt bỏ đi nha, cắt ra đi đúng không? Rồi ánh sáng buổi sáng sẽ chiếu qua được đó. Những cái đọt này mình không cần thiết, mình phải bỏ đi hết, mình để cho nó vươn ra. Tương tự cái cành này cũng có một cặp cành nó đi lên, mình sẽ bấm bỏ ra đó. À, như đang vậy, đáng lẽ là bên này nó sẽ có một cái cành, ví dụ cây chập nó em lựa cành khác, bên này nó sẽ có một cái tán tương tự như bên kia nha. Nhưng mà cây này nó lên mà mình hồi trước mình chưa tạo, nó sẽ bị khuyết. Bây giờ cây này mình sẽ bấm đi, cây này cũng không thiết bỏ này, tại vì
Đã có bên đài thì ánh sáng nó mới vô trong đây được. Đúng rồi. Giờ những cái ngọn này bấm bỏ đi. Anh giờ anh giải thích thêm cho anh nhìn nè. Ví dụ anh để cái ngọn này lên thì cây cành anh không có vươn ra được, anh thấy không? Đúng rồi. Giờ bấm bỏ này. Đó. Cành đây nó sẽ vươn ra, cành ở dưới kia nó sẽ vươn ra. Chứ mình để thì nó không có vươn ra được. Tương tự như cành này, giờ anh thấy anh để dài thì nó rất là rậm rạp, nó không có cái cành này thì không còn gì nữa. Cả hai luôn, bấm bỏ đi. Dùng được khó, được ha. Rồi cành này không? Nếu anh để nó ngỏng lên đài, cành này thì không phát triển ra được. Rồi, chơi cái này đi. Cành này nó sẽ tự ra, cái này đáng lẽ mình chơi luôn. Rồi, nó sẽ tự ra ngoài. Chủ yếu là cắt mấy cái đọt thôi. Đúng những cái cành này nè. Bây giờ mình chưa ăn cá là không có để làm gì. Nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với những cành chính, mình cũng không cần thiết phải để nó làm gì. Cắt thoáng cho sạch sẽ. Nhưng mà cái thời điểm mình để ăn trái thì những cái đó những tuyệt... cành đó này là đậu nhiều đúng không? Đúng, mình tuyệt đối là không cắt, không cắt nữa. Để anh cắt cho nó gọn gàng cái lại luôn cho anh nhìn là cho nó thì dùng ra được. Cái kiểu cắt quê này là tỉa trong vòng mấy tháng thôi là nó bung đều lắm. Đúng rồi, mấy tháng nó sẽ bung cực kỳ đều. Đầu tiên mình chưa làm thì mình thấy chắc đây thì tiếc. Nhưng mà thật ra mình cắt cây nó phát triển còn mạnh hơn cái lúc mình chưa cắt quê. Nên cái này đi cắt thôi. Thường thường những cái cành như thế này anh nên cắt đi nha, hai cành nó sát nhau như thế này nè. Là mình sẽ bỏ cành trên, anh này cành ở dưới cành này nè. Bỏ, đừng có để làm gì. Nó không có tác dụng gì. Mà nó cạnh tranh nó bị rọt ánh sáng của mình rất là nhiều. Cái này nó bung nó một lần thôi là nó khép kín lại liền. Nếu mà cái chu kỳ mà chăm sóc tốt của nó thì mỗi cơi đọt của nó thường thường tầm từ 40 đến 60 cm. Cho anh cứ tương tự từ đây mà nó ra thành 4 đến 60 cm đó là bao nhiêu ra đây, cho ví dụ là 50 cm nó ra như thế này. Gần 30 thôi. Tức là từ ra đây 30. Đây thì hai lần là nó ra tới đây rồi. Không, đúng. Quy trình của nó thì một năm thường thường là 3 lần. Thì cứ một lần 30 đi. 3 lần là 1 mét. 1 mét, thì 1 mét một cái tán. Thì cái tán này thì nó tán 1 mét này thì nó ghê lắm chứ đâu có. Một năm sau là mạnh lắm. Nó sẽ như thế nào? Đó thì mình tự hình dung ra chứ. Xong đúng phải sang hướng dẫn thì tụi tôi mới dám mạnh dạn cắt chứ còn không cũng không biết đường nào mà cắt luôn á. Có như cành này là mình cắt bỏ này không có để không. Cành này nó đã lên, cành này không có tác dụng gì. Nhưng mà mình cắt nó đi, đó nó sẽ thoáng hơn, những cành này nó sẽ ra. Đó anh tất cả nha. Giờ anh cứ hình dung là tất cả những ngành này nó sẽ vươn ra ngoài hết. Rồi những cái chỗ mà vết bấm của mình đây sau này nó nứt chồi lên á, mình lạch bỏ đi, mình không cho nó lên những cái chồi này. Để cho nó nuôi những cái chỗ này. Khi mà nó nứt đọt á thì thường thường là những cái đọt nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng của tất cả các cành còn lại. Nó sẽ nuôi chủ yếu là một cái đọt không. Tất cả dinh dưỡng chỗ nó dồn về cái đọt. Rồi giờ mình kiếm cây khác đi, cây bây giờ làm cho một cái cây nhỏ. Một cây lớn như thế là hiểu rồi. Bây giờ làm cái cây nhỏ, tạo cái tán từ cây nhỏ. Tạo cái tán từ cây nhỏ. Đây là từ cây nhỏ như cây nhỏ dưới này. Đó, để hình dung cho từ cây nhỏ luôn. Bởi vì vừa này nó có cả cái lớn cây nhỏ mà.
thì tương tự như cây lớn và cây nhỏ, đây là đám này là mình đám mình tạo tán chứ không phải đám mình để lấy trái. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nhận cái cành này nè, mình sẽ bấm bỏ, tại vì sau này lớn lên thì mình cũng sẽ bấm bỏ. Đúng rồi. Nó sẽ... bây giờ mình bấm bỏ đi để mình dinh dưỡng nó, nuôi những cành khác để nó cái cây mình nó phát triển cân đối hơn. Bỏ, tại những cái này là mình không có lấy nó nữa, mình không cắt thì nó cũng tự chết, và sau này mình cũng phải cắt, trước sau thì cũng phải cắt, nên tốt hết nhỏ cắt. Bây giờ ra, bây giờ cành này ra nó đụng nằm dưới đất đó, trái cành cũng không đậu, mà đậu thì nó cũng bị nấm bệnh, nó cũng rụng, cái đoạn dây dài như thế này nó cũng sạch. Đúng rồi, nó sẽ nấm bệnh hư hết của mình chứ nó không có tác dụng gì, nên tốt hết mình không để làm gì đó. Ví dụ như mình chạy, ví dụ như đất anh là đất truyền, mình sẽ lựa theo thế đất. Ví dụ như em để cái cành này thì nó ra nó sẽ nằm ngay chỗ này nữa, thôi em sẽ bấm bỏ cành này để em lái cành này, nó ra sẽ nằm trên đó, cơ bản nó sẽ nằm trên đó. Và nhỏ nè chị anh, những cây này không để chi, không để làm gì, mình cắt để nuôi những cành khác, rồi dinh dưỡng nuôi những cành khác. Bây giờ như cành đây này, nó ra nó sẽ gặp cành đây, mình bỏ đi, tại vì nó ra nó sẽ gặp cành đây rồi. Giờ cái đọt đây mình sẽ chặn bỏ nha, bỏ vậy cho nó bung, bấm bỏ, tại vì ở trên này nó sẽ ra nữa, bấm cho nó ra bên kia cành khác nó nuôi đó. Những cái này giờ nè, cành này nè, nó ra nó sẽ đụng cành này. Giờ này thì giờ nó rụp cái che mắt ánh sáng của mình đi, để làm gì, bấm, rồi những cái nhỏ này mình sẽ lặt đi. Cơ bản ví dụ như cành này nó lên sẽ đụng cành này, hoặc đụng những cành này mình sẽ bấm luôn, mình đưa nó cho nó ra ngoài đó, đưa cho nó ra, cái tán này nó sẽ tự ra bên đây. Mà mình đây ra mình sẽ làm ví dụ như quy trình mình nó ra cứ mỗi lần mỗi cái đọt, một năm mình sẽ làm thường đến 2 lần mình sẽ bấm bỏ để cho nó ra. Và tùy theo cái giai đoạn mình bấm bỏ, ví dụ như cái giai đoạn mà mình lấy trái mình bấm bỏ như thế nào, còn giai đoạn mình tạo tán thì mình bấm bỏ như thế nào, cái đó thì anh cũng hiểu sơ sơ nãy em nói qua rồi. Đúng rồi. Ở những cái này mình không để, tại vì bây giờ là mình không có để làm gì những cái này hết, để em cạnh tranh dinh dưỡng của mình rất ư là cao. Thả cái đây đây, cái này cũng vậy nha, không cần thiết, tại vì ra nó sẽ động cành này. Cành này giờ mình để nó lên sẽ động giáp hết cành này, giờ mình sẽ bấm đi cái ngọn này. Rồi tán mình nó sẽ tự ra, và thời gian sau nó ra cỡ 2-3 cơ đọt nữa bắt đầu mình cũng bấm tiếp cái đọt này để cho nó ra nữa. Giờ căn bản là cây đây nha, em sẽ bấm đọt luôn rồi nha. Thứ nhất em bấm rồi em giải thích cho anh nghe. Bây giờ em bấm cái đọt đây đi, thì sau này những cái đọt đây nó lên nó sẽ thành những cái đọt chính nữa. Với căn bản là ví dụ giờ anh để ra là chỉ là một mà sẽ rộp không có ánh sáng xuống. Bây giờ em bấm bỏ đi thì một cành đây, hai cành đây và ba cành đây, bốn cành đây, nó sẽ vươn ra thành bốn cái ngọn, tỏ ra bốn hướng nữa. Chỉ căn bản thì mình để nó chia một, và nó lên từ nhỏ tới lớn nó sẽ giống nhau. Tương tự như cây kia, giờ anh hình dung ra là 3-4 cái đọt nằm trên đó rồi, thấy không? Đó, cái này cũng vậy này, cơ bản cũng 2-3 cái đọt rồi nè. Nên mình bấm bỏ đi, mình không cần thiết đó. Và cái tán của mình á, sau này nó sẽ không thoáng hơn. Giờ cơ bản cây này rất là, anh để ý cho em trong vòng thời gian nó cỡ chừng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi cây mình nó sẽ hoàn toàn khác, cứng cáp mạnh mẽ, những cái cành đây này nó sẽ mập mạp lên. Sau này ví dụ như cây mà mình làm lấy trái kia cũng vậy, những cành này nó sẽ mập mạp lên, là nuôi những cái cành tây không nuôi đọt nữa mà nuôi những cành tây, là lúc đó là tỷ lệ phân hóa mình hoa cực kỳ cao và đậu rất là chắc. Ở cơ bản những cây con mình sẽ làm như vậy. Anh làm thử một cây đi rồi tiếp tục hướng dẫn tiếp tục làm một cây lớn nữa đi. Giờ cây lớn đây thì nó có tán sẵn rồi, bắt đầu làm phải không? Bây giờ em sẽ tiếp tục làm nữa, đi làm cây lớn đây, ví dụ như cây hồi nãy làm cái này, làm cái này không hình dung như thế này tôi hình dung ra được. Rồi tí nữa anh làm một cây để em hướng dẫn. Để tôi làm. Giờ anh em đi kéo đi, anh đi kéo anh cắt đi. Nó giống như cây này, tán ra rất đẹp, rất là đẹp, đều tròn đẹp.
nếu mà mình để rộng như cái cành kia mình không cắt thì tất cả những cái cành cây ở trong đó không có ánh sáng, nó cũng sẽ tự chết đi. Và cây mình đậu, nếu mà đậu trái ngồi thì nó bao nhiêu cái trái đi, trái khai không phải từ trong ra ngoài. Anh cứ hình dung tiêu hay cà hay là tất cả cây gì khác, khai không phải từ trong ra ngoài mới gọi là sai. Còn đậu chỉ mỗi ở ngoài không, ví dụ như cây tiêu đậu mỗi cái bề ngoài nó, ở trong không có thì đậu không gọi là sai. Cà phê cũng vậy, ví dụ như anh nhìn thì anh thấy ở ngoài thì cực thì sai, nhưng anh giặt trong thì có thấy là gì đâu gọi là sai. Cành đây mình nên bấm chỗ này luôn anh ạ. Bấm đây ha. Dạ, tại vì anh thấy ở trên này đã có rồi này, mà cành nó đẩy lại lên. Cái thằng này phải để cho nó đẩy ra này. Rồi, thằng dưới cũng vậy. Để ra nó vướng dưới đây, thằng dưới đây nè. Đó, cũng cho nó đẩy ra luôn. Ở thằng dưới, ở cái cành dưới đó. Cái này, trên đây luôn không? Ờ, đúng, đúng, đúng. Anh bấm vào cái cành nhỏ để anh lạch bỏ luôn. Tại vì nó nứt ra, sau này nó nứt ra nhiều lắm. Chứ không phải nó nhiều đâu, nhưng mỗi lần nó ra y dài nè. Chứ không phải mỗi nó ra một cành một, nó ra lại nó ra y dài. Hôm nay cái đọt này nó ra cũng vậy nè. 1, 2, 3, 4, 5. Nước ra ăn thúc nữa ra rất là nhiều nữa. Không phải ra chỉ có một cành một là mình sợ. Nó ra như dưa tiêu thế, nó ra nó vẫn ra tay này tay nọ ra rất là nhiều. Cà phê này cũng vậy. Còn cái bơ này thì nó dạng như cây công nghiệp, cây cao su nữa. Mạnh lắm. Nó dạng cây rừng rất là mạnh. À, từ từ ra, cành đó anh bấm sát vô luôn. Bấm vô, tại vì dưới này đã có rồi nè. Cái này bỏ lên đây thôi. Rồi, đúng. Cành này ở đây anh bấm cho, đôi lúc sẽ quên. Nó sẽ bị sát. Mà nó chút xuống cái này là cũng được luôn đó. Không phải những cành không phải là chút xuống. Nó sát quá. Sát quá thì mình bỏ. Nó sát quá bởi vì khi mà cái quả của nó. Đây này anh tương tự là anh chỉ cái cành này như cái cành này nè. Ha. Cái đọt bây giờ nó ra không nổi nữa. Nó ra không nổi nữa nè. Giờ ra đây nuôi đây, cái trái mình nó rộng. Thì bây giờ cần là cắt cái vô đây bỏ. Đây cái này. Ha. Thì ra rồi. Cái mình nó đẹp lắm. Anh cứ hình dung cái hình chóp nón. Thì nó sẽ ánh sáng sẽ chiếu vô đều từ trên xuống dưới. Còn để cái hình cậu hạt hình tròn nó sẽ chiếu vô một mặt một. Còn đây nè, dưới vô được trên lớp này đó, dưới được cành này dưới nãy để cành này nó che mất cái cành này, ánh sáng không vô được. Ví dụ cành này như này nó sẽ che cành này mất cơ bản đúng không? Cái này đứng đứng thì thường cành đứng đứng lên đừng để nha. Đứng lên là chèn sáng hết gì, bấm cái ngọn đi để cho nuôi mấy cành kia ra. Để đúng không? Đó. Này, đây rồi đây anh, đây cũng còn sót chưa bấm. Đó. Đây là cơ bản ở đây đúng không? Rồi dùng ra được này.
Thì nhớ kỹ với em là sau này mình lấy trái là những cành tây nhỏ đó không được lặt á. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ mình lặt mấy cành đó thì mất sản lượng của mình rất là nhiều. À, mất hết luôn á. Bây giờ mình đang làm cành trong cái đoạn tạo tán. Rồi, nên những cái đó làm cành trong cái giai đoạn mà để nó bông như vậy sát. Dạ. Cái cành chỉ ngược chỗ thằng anh bấm luôn mà anh ấy. Đó. Đấy rồi. Không. Anh nó cánh thêm gì nữa. Tôi tin ra. À dạ. Cành chuyển ngược vô trong thân này nè anh nè. Đó. Đây ha. Đấy đúng, đúng, đúng. Cành nó bấm luôn. Ừ, cành này bấm hết hết cả sát dưới luôn. Rồi. À, anh ấy à, anh bấm anh nhắc cho anh cái này. Giờ anh thấy chú ý giùm em cái đoạn cắt đây. Ừ. À, một khi anh đã chưa hai cành đây á, thì anh không nên để như thế này. Anh phải cắt sát vô giùm em cái. Cắt sát luôn đây phải không? Rồi. À, tương tự như cành đây cũng vậy. Bây giờ anh đã chưa cành dưới đây này. Rồi cắt sát đây. Cắt cho cành đây cũng vậy này. Anh cắt nó bị lỗi cho đây xíu. Đó. Cắt giùm em cành đây luôn. Cắt đây gì rồi. Đó. Nó giải thì cái cây mình nó sẽ nhìn nó dễ coi hơn. Với này anh cắt anh vừa đấy thì nó sẽ còn nuôi cành này nữa. Rồi. Đó. Cho bởi cái kia. Bên này vậy là mới cũng cận mưa ghê như lúng đất luôn rồi. Rồi đẹp trên đó nữa. Rồi trồng nó luôn. Rồi vừa sát xuống dưới luôn đây luôn phải không? Rồi à, cành trong cùng, cành trong cùng đó, quá đẹp. Nhánh xẻ đắt tiền bấm mình. Cái nắm xẻ đắt tiền bấm mình. Rồi, ok. Nhánh nhỏ xẻ đắt tiền bấm mình. Nhỏ đi. Ờ. Từ trong luôn, từ sát trong luôn. Thôi, cái bấm bỏ luôn anh. Ở, bấm bỏ. Cành dưới luôn. Cái này bấm bỏ luôn. Cả hai cành đó luôn. Rồi. Ok. Hình dung ra được cách làm rồi. Rồi cái bơ mình thấy hoàn toàn khác. Thứ nhất dáng của mình trong vòng cỡ